Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 09 về việc bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu. Phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thị trường và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương và các doanh nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu xem xét quyết định điều chỉnh các loại chi phí liên quan trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu, bảo đảm kịp thời đúng quy định của pháp luật và phù hợp với diễn biến thị trường xăng dầu. Bộ trưởng các bộ, Công Thương, Tài chính, Công an, Thanh tra Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, quy định về hóa đơn điện tử. Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi trong quy hoạch điện 8. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quy hoạch điện 8 là quy hoạch để tổ chức đầu tư các dự án nguồn điện, truyền tải, phụ tải dưới sự chỉ đạo điều hành, vận hành hệ thống điện của cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, đặt hàng, lựa chọn nhà đầu tư tốt nhất, hiệu quả nhất. Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, đối với các dự án điện gió ngoài khơi, Bộ Công Thương nhận thấy có một số bất cập chưa đồng bộ, chưa thống nhất trong quy định pháp luật về giao khu vực biển cho tổ chức cá nhân sử dụng kinh phí ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện điều tra, khảo sát, thăm dò, đo đạc. Giao khu vực biển cho nhà đầu tư nước ngoài, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, giao thoa, xung đột với các hoạt động khai thác sử dụng biển, khả năng tiếp cận vốn tín dụng, hệ thống truyền tải, đàm phán giá điện, bảo đảm an ninh quốc phòng. Cùng với việc khẩn trương sửa đổi, tháo gỡ về pháp lý, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị trước mắt cần nghiên cứu xem xét phương án giao cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thực hiện điều tra khảo sát, đo đạc, xác định tiềm năng điện gió ngoài khơi tại các khu vực biển được giao. Theo quy hoạch điện 8, từ nay đến 2030, tổng công suất bổ sung từ các dự án điện khí là 30.424 MW và điện gió ngoài khơi là 6.000 MW, chiếm khoảng 50% tổng công suất cần bổ sung, có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Đồng thời, phát triển điện khí và điện gió ngoài khơi sẽ giúp Việt Nam thực hiện cam kết trung hòa carbon vào năm 2050. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Ở khu vực vùng núi cao phía Bắc, một số nơi đã xuất hiện băng giá. Vào khoảng 6 giờ sáng nay, nhiệt độ ở đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn xuống âm 2,6 độ C, còn Hà Nội là 9,9 độ C. Dự báo diễn biến không khí lạnh ngày và đêm ngày 25 tháng 1, không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại, khu vực Trung Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm nhưng nhiệt độ tăng lên từ 1 đến 2 độ so với ngày hôm qua. Đợt rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 29 tháng 1. Trong đợt rét đậm rét hại diện rộng này, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Thưa quý vị, ở đường Hoa Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 sẽ có 5 điểm mới so với các năm trước. Điểm nhấn là linh vật rồng đạt kỷ lục về kích thước với chủ đề Xuân yêu thương, Tết sum vầy. Đường Hoa Nguyễn Huệ năm nay bước sang năm thứ 21, đánh dấu sự trở lại của con giáp rồng sau vòng chu kỳ 12 năm. Ba linh vật rồng dài hơn 100m tại đại cảnh cổng chào và cổng kết lập kỷ lục kích thước con giáp lớn nhất từng xuất hiện trên đường hoa, vượt qua rồng Nhân Thìn năm 2012 và hổ Nhâm Dần năm 2022. Các linh vật này được thiết kế thân thiện với môi trường với hơn 90% chất liệu được sử dụng trong công đoạn ốp tạo hình là mây tre và mảnh quạt nan. Kết cấu giúp linh vật giảm sức cản của gió, tăng thời gian thi công và chi phí. Dự kiến chi phí hoàn thiện mỗi linh vật gấp 5 lần các năm trước. Năm nay cũng là lần đầu tiên cây hoàng kim xuất hiện. 9 cây hoàng kim có chiều cao từ 1m đến 3,6m được đặt theo tên lời chúc an lành trong năm mới.
Đặc biệt, nhiều tác phẩm trên đường hoa năm nay sẽ được giữ lại. Ba linh vật rồng cùng hai cây hoàng kim sẽ được ban tổ chức chuyển quyền sở hữu cho các doanh nghiệp, các cá nhân yêu thích và có nhu cầu sau khi đường hoa kết thúc. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được trao tặng cho các quỹ từ thiện. Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ phục vụ từ 19 giờ ngày 7 tháng 2 đến 21 giờ ngày 14 tháng 2. Thưa quý vị, nhằm lan tỏa bản sắc văn hóa Tết truyền thống tại ba miền đất nước đến người dân thủ đô và các du khách, chương trình Happy Tết đã được khai mạc vào tối qua tại khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Chương trình được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức kéo dài đến hết ngày 28 tháng 1. Lễ khai mạc Happy Tết được đầu tư công phu với công nghệ 3D mapping, ánh sáng nghệ thuật mang âm hưởng văn hóa sử thi. Cùng với đó là các không gian được đầu tư công phu tái hiện dịp Tết đặc trưng của ba miền như chuyến tàu quê hương, không gian nhà Hà Nội xưa, không gian Tết miền Trung, không gian Tết miền Nam, không gian Tết sắc màu dân tộc. Đặc biệt, linh hồn của sự kiện là không gian quảng bá ẩm thực Tết Hà Nội và các vùng miền chính, bởi ẩm thực không chỉ phản ánh văn hóa bản địa mà còn chứa đựng hồn cốt văn hóa của dân tộc, quan niệm nhân sinh và những giá trị bền vững, đặc trưng riêng. Hôm nay thì em đã trải nghiệm văn hóa của bên Huế, cung đình Huế và ngự thiện, thì em cảm thấy văn hóa của Việt Nam mình rất là đặc sắc. Và đến đây thì em được trải nghiệm rất nhiều thứ như kiểu đốt lửa này, là bánh dã bánh chày này, ăn bánh bánh khảo, một món rất là lạ, rất là ngon, khi uống kết hợp với chè này rất là kiểu đặc sắc. Lần đầu tiên vào Hoàng Thành Thăng Long cũng được biết là có nhiều rất nhiều các cái món ẩm thực của Việt Nam cũng như là miền Trung, đúng không? Có bún bò Huế này cũng rất là ngon, mọi người cũng lên đến để thưởng thức. Đây cũng là dịp để các vùng miền trên cả nước không chỉ giới thiệu về không gian văn hóa ngày Tết mà còn là những nét đặc trưng trong ẩm thực và nghệ thuật. Lần này nhà hát mang đến không gian văn hóa ở Hoàng Thành Thăng Long hai cái văn hóa của hai dân tộc là dân tộc Mông và dân tộc Thái. Buổi tối hôm nay là dân tộc Mông và sáng mai là nhà hát sẽ trình diễn những cái văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc Thái. Trong những ngày đón Tết thì Huế còn mang ra một cái loại hình âm nhạc đặc sắc nữa là ca Huế. Thì trong cái cung đình xưa thì ngoài cái những mâm cỗ dâng lên tổ tiên rồi gia đình quay quần với nhau thì cái loại hình ca Huế thì cũng không thể thiếu. Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động bên lề như triển lãm ảnh, tư liệu về Tết xưa, chương trình biểu diễn nghệ thuật, ca trù, đơn ca tài tử, các hoạt động trải nghiệm văn hóa, phong tục ngày Tết truyền thống như trình diễn mâm cỗ ngày Tết, gói bánh chưng, xin chữ, viết câu đối, cùng nhiều trò chơi dân gian, truyền thống khác. Vâng, cũng tại sự kiện Happy Tết, nhãn hiệu Chinsu và Omachi, thương hiệu thuộc công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan, đồng hành cùng lễ hội Tết Việt năm 2024, đã mang đến một không gian ẩm thực cổ truyền đến khách hàng. Tại gian hàng Chinsu, các sản phẩm bộ gia vị Chinsu Nhật Bản, nước mắm Chinsu, tương ớt Chinsu, đặc biệt là bộ sốt nhà hàng Chinsu được trưng bày đẹp mắt để khách tham quan có thể trải nghiệm, dùng thử cùng các món ngon được chuẩn bị bởi đầu bếp. Bên cạnh đó, các hoạt động check-in nhận quà hấp dẫn, trò chơi tương tác, biểu diễn món ăn. Còn tại gian hàng của Omachi là sản phẩm lẩu tự sôi bắp bò riêu cua. Theo đó, khi đi 4 người, khách hàng sẽ được miễn phí thưởng thức một phần mì ngay tại gian hàng. Đặc biệt, xuyên suốt từ ngày 24 đến 28 tháng 1 năm 2024 là các tiết mục ca nhạc đặc sắc đến từ các nhóm nhạc Đà Lạt, ca sĩ Bùi Công Nam, giao lưu với người nổi tiếng TikToker.